Anh Giai ơi! Sao đấy anh ơi? Anh đi đâu đấy? À, tôi định đi kiếm xe mà cái lúc bị khó quá, tôi không biết làm như nào hết. À, đi kiếm đây, xe trong này này. Đây là xe người ta thường hay để ở bãi đỗ xe này này. Mà anh trai biết lockpick không? Ờ, tôi biết chứ. Anh có biết không? Anh có lockpick không? Thì tôi có nhưng mà tôi không biết dùng kiểu gì á. Thế để tôi hướng dẫn anh, nhưng mà tôi không có lockpick đâu. Anh phải cho tôi mượn tôi mới hướng dẫn anh được. Rồi, xong rồi, có gì anh lock hộ tôi con xe được không? Được, anh cứ tia để tôi. Nằm lốp nha anh nhá. Cái gì sẽ nằm lốp, thôi anh lockpick quá. Thế là anh nhá. Giúp nhau đi. Nghe tôi mở cho anh xong rồi anh cho tôi cái lockpick này. Ừ, coi như tôi hỗ trợ anh đi. Nghe cũng đáng đấy chứ giờ. Đó. Rồi tôi thấy rồi. Tôi dùng xong rồi không biết làm thế nào nữa, tôi không biết cần cái gì á. Nhiều đồ quá. Đây. Sọc sọc à? Đầu tiên là anh phải kiểm tra là cáp lốc của mình có bật hay không. Đó. Nếu mà rồi. Bật là anh phải tắt đi. Rồi. Đó, xong anh phải giữ đi. Xong anh phải mò từng cái một xem cái nào là cái đúng. Rồi. Nó cũng hơi hơi hên xui một chút đấy anh ạ. Anh làm chưa? Ây da. À. Sao rồi anh ơi? Anh ơi, tôi nghĩ là nên chạy đi. Trời ơi. Có vẻ hết xui đấy. Ra chỗ xa xa tí đi. Đây, anh ơi, ra chỗ xa xa tí anh ạ. Ui, đẹp vãi lên. Anh làm đi anh. Trời ơi. Sao đây anh ơi? Má, nó là hên xui mà. Chạy anh ơi. Trời ơi anh ơi. Ổn không? Hay nữa tôi thử làm. Hết rồi. Hết rồi anh ơi. Phải đi moi giáp tiếp thôi. Anh ơi, cái lockpick của anh nó bị hỏng hay sao ấy, nó có vấn đề hay sao ấy. Tôi mở bình thường, tôi mở nhanh lắm. Cái này phát gãy luôn à? Xe buýt! Ui. À, không phải điểm dừng hay sao ấy. À, đều. Anh ơi! Tôi đi trước đây! No! Anh... không được đi! Ây da! Ê, tôi mách cảnh sát. Tôi đi đây. Đạp đi. Đi xuống. Tôi. Ok ạ. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Ây da. Ừ. Mày. Xe không đạp được. Anh ạ, anh ơi, chảy máu rồi. Anh à, tại sao mình đéo đạp được nhờ? Cần không anh ơi, khỏe không? Anh ơi, cho. Bác sĩ ơi, cứu bác sĩ ơi. Đều rồi. Ê ạ, bác sĩ ơi, tôi bị chảy máu. Anh leo lên xe trước đi, rồi lát tính sao. Anh ơi, cứu cho tôi luôn, tôi vội lắm. Ông có cứu liền bây giờ được. Trời ơi, bác sĩ kiểu gì mà cởi trần như này. Không, tôi cứu hộ đâu chứ không phải bác sĩ. Tôi bị chảy máu rồi, anh ơi. Nhanh không anh tôi. Anh cứ yên tâm đi, lát tôi đưa anh về bệnh viện sao, anh yên tâm. Không tôi. Tôi cái xác này cái. Tôi ngất mất. Ngất. Người anh ta. Về, anh đừng có lo. Người ta là cái xác tôi mà. Không, phải có trách nhiệm với người ta chứ. Thì anh có băng đít không? Anh là bác sĩ, anh phải có băng đít chứ. Cho tôi một cái băng đít. Không, tôi cứu hộ thôi, không có băng đít. Anh đợi xíu, đưa anh về.
Trời ơi, tôi tụt máu sắp chết rồi. Không sao, không sao. Tôi mà chết là do... tôi bị ngất, tôi có. Tôi... À, anh có hả? Có. Tôi mà chết là do anh đây. Tôi... Đưa cho tôi đi, ngay lập tức, này. Đây. Em tôi sắp chết rồi. Ủa anh quấn lẹ, nhớ anh trả lại cho anh này, lên xe ngồi luôn đi. Ây da. Anh ơi. Chỉ cần máu đã được cầm là không sao à? Không sao, trong một tí thôi. Cũng phải về bệnh viện, anh hiểu không? À, ủa, đầu tiên tôi cầm cái băng đít. May quá. Tí nữa bác sĩ nợ tôi mạng đấy. Như tôi nợ anh nợ anh kia một mạng kìa. Alo. Ờ, ông là gì đấy? Cho tôi hỏi đây, phải là số của anh thương nhân mua hải sản không nhỉ? Đúng rồi anh ơi. Thế anh vẫn còn có nhu cầu mua con cá siêu hiếm của tôi không? À, con cá đấy thì tôi nhu cầu, thực ra thì tôi cũng không có nhu cầu lắm. Khách hàng của tôi, người ta có nhu cầu mua thôi. À, thế là anh mua cho khách hàng thì cũng là anh cũng muốn đúng không? Đúng thế, rồi. Thế anh đang ở đâu đấy? Có tiện qua gặp tôi luôn không nhỉ? Tôi đang ở bệnh viện, anh ấy thì anh ấy qua đây gặp mặt trực tiếp nhé. À, thật là tiện, thật là trùng hợp quá, tôi cũng đang ở bệnh viện, anh đâu ấy nhỉ? À, tôi đang đứng ở sảnh chính nhé, anh cứ ra đây chúng ta nói chuyện trực tiếp dễ. Tôi cũng đang đứng ở sảnh chính luôn, trùng hợp thật. À, tôi thấy anh rồi, anh hôm nay lại bị què chân rồi hả? Dạ vâng, tôi đây, anh đâu đấy? Tôi chưa thấy anh nhỉ? Tôi đứng ngay đây, anh cứ đứng đây, tôi ra chỗ anh. Đâu đây? Anh ở đâu đấy? Đây, tôi đây. À đâu, anh đâu, anh đâu? À đây đúng không? Đây, thế anh ra đây đi, ở chỗ này đông người quá. À, thế là anh quyết định là bán con cá hiếm ấy rồi đúng không? Dạ vâng, thì... Đấy, hôm qua tôi nói với anh ở đấy, cứ mỗi một khi mà anh cứ gọi muộn cho tôi, cái giá nó sẽ bị giảm đi một chút. Không được anh ơi, nhưng mà hôm nay tôi vừa tìm hiểu thị trường rồi. Với cả nói thật với anh nhá, là tôi ở trong một cái hội câu cá ở trong cái thành phố này. Tất cả người dân thành phố chưa ai câu được con này. Anh đã hiểu được cái sự quý ký hiếm của nó rồi đấy. Ôi, tôi là người buôn cá, tôi quá hiểu rồi anh. Trời ơi, nhưng mà tôi còn tìm hiểu giá bán ở cửa hàng nữa, ở chợ hải sản nữa, thì giá mắc con này là tận 16.000 cơ. Ôi anh ơi, đấy, nếu mà giá mắc nó là 16.000 thì anh có thể giữ lại, anh chờ canh đến 16.000 thì anh bán được mà. À không, hình như tôi nhầm 15.000 thôi. À, 15.000 thì chắc là khả năng là anh chờ đâu ấy tầm khoảng 3-4 năm thì nữa mới tới anh ạ. Thế sao anh biết giá thế? Anh như kiểu người trong tổ chức của cái thành phố ấy nhờ? Ờ vậy anh ấy, tôi bên buôn bán ấy, anh ấy bảo là nhà con buôn mà lại không biết rõ giá gì cơ mà quá bằng tự hủy. À, thế bây giờ để mà trả giá thì anh định trả giá con này bao nhiêu? À, bây giờ này, hôm qua là tôi có nói với anh là giá là 9.500 đúng không? Vâng, thế hôm nay 10.000 đi. Cho tròn. Hôm nay tôi nói thật là giá con cá đấy bây giờ hiện tại ấy, bởi căn bản là hôm qua mà anh bán ngay cho tôi ấy, nó là 9.500, bởi vì nó còn tươi đấy, tôi về tôi chăm nó vài bữa nó khỏe lại thì khoảng 2-3 ngày nó khỏe lại là tôi sang tay là tôi sẽ kiếm được đâu đấy vài trăm Bushido. Anh ơi, con cá đấy. Này được tôi huấn luyện đặc biệt, nó còn cưỡi được cả xe máy cơ, nó còn thích nghi được cả mà. Trên mặt đất luôn. Nhưng mà ấy, anh phải hiểu này, nếu mà hai hôm qua ấy, là tôi chỉ chăm nó 2-3 ngày thôi là còn biết bốc đầu cơ. À ừ đấy, nó bốc đầu đấy. Đấy. Nó bốc đầu đấy. Nhưng mà bây giờ hôm nay anh bán thì chắc khả năng tôi phải chăm nó cả tuần nó mới bốc đầu lại được. Đấy. À. Thế là bây giờ giá nó là 9.000. Anh thấy hợp lý thì mình làm việc luôn. 9.000. Thôi, bây giờ... Thực ra là tôi cũng đang khó khăn khởi nghiệp ấy. Bây giờ anh cho tôi thêm một tí để tôi vừa mua đủ một cái xe được không? Thế thôi bây giờ nha, này nha. Vâng, vâng. Thôi thì thấy anh cũng nhiệt tình. Dạ, vâng. Thế thôi thì để tôi lại cho anh cái giá đẹp hết mức có thể này. Vâng, cho tôi cái giá hết đó là mức cái giá. Đúng rồi, nó thêm là một cái tí giá nữa 9.500 đi. Rưỡi của ngày hôm qua. Ui. Đấy, anh thấy thế nào? 500 thì. Đó là cái giá hết mức có thể rồi đấy. À. Anh đợi tôi một tí nhá. Tôi đi vệ sinh phát. Không rồi tôi okay. Quay lại tôi sẽ cho anh quyết định. Tôi nói này lại vẫn dạy như hôm qua nhé.
là cứ chậm thêm một giây là khả năng không đi vệ con sinh cá thôi. Tôi đi vệ đấy sinh, tôi suy nghĩ ngay đây thôi. Xong tôi quay lại luôn. Dạ vâng, tôi quay lại luôn. A few moments later. Anh ngồi đây, tôi bảo. Tôi bảo bây giờ anh cũng có số của tôi rồi. Thì đây là cái thương vụ đầu tiên của chúng ta. Thì anh cũng biết là tôi câu được con cá đấy thì tôi cũng có kỹ năng, cũng có chuyên môn trong cái nghề câu cá này rồi. Thì tôi biết. Vâng. Thì bây giờ anh cho tôi 15.000 đi. Tôi coi nghĩa là con cá đấy sẽ có giá 10.000. Còn tôi sẽ vay của anh 5.000. Rồi khi nào mà tôi câu được những con cá xịn, tôi sẽ liên hệ với anh đầu tiên. Và tôi sẽ trả 5.000 này nha, tại vì tôi đang cần tiền để tôi mua xe thôi. Ờ thế thì anh cứ tính tiếp đi, tí có gì tôi quay lại tôi nói chuyện với anh sau nhá. Ok. Đi bận quá. Trời ơi. Tôi về tôi phải chăm nốt cái hồ cá của tôi ấy. Trời, nốt anh ơi, nốt đi. Chốt đi, anh chốt đi. Anh nói nhanh đi, anh nói tôi thấy là cái hơi mơ hồ. Đấy, tôi bảo 15.000 đấy. À 15.000 à? Vâng. Thôi thôi anh. Không, tôi bảo 10 nuôi đi chứ còn. Nghĩa là con cá đấy là 10.000, còn 5.000 là tôi vay của anh, xong rồi tôi mua xe, tôi đi câu cá rồi tôi sẽ quay lại tôi trả tiền cho anh. Anh ơi, có bao giờ mà cái người mua hàng lại cho người bán hàng vay tiền không anh? Thì đây là chỗ anh chỗ này là vô lý không? Không sao, cái này chỗ làm ăn riêng mà, như kiểu một cái đầu tư vậy, một rồi, một phi anh vụ ơi, đầu tư thôi anh. Tôi cũng là bậc thầy câu cá mà anh. Thì cái này ngoại trừ cái việc mà là tôi ngoại trừ việc là tôi đi buôn bán rồi mua, tôi tự sản xuất được cá mà, thêm một con với bớt một con nó cũng không giải quyết vấn đề gì đâu anh ạ. Cái này thì coi như là anh giúp tôi đi, tôi xin anh đấy. Đấy, tôi hết ôi nước hết cái rồi. Tôi nói anh này, bây giờ ấy anh ra ngoài quỳ như nào anh cũng là đi kiếm ăn, tôi cũng đi kiếm ăn đúng không, mình phải làm nào nó hài hòa. Thôi được rồi, và quyết định cuối này. Vâng. Là tôi mua con cá đấy với giá 10.000 đấy anh. Ok thì anh chuyển giao con cá đây, để tôi chuyển giao tiền cho anh đấy. 10.000. Thôi được rồi, tôi sẽ bán con cá này với giá 10.000. Ok, anh ấy chuyển giao con cá đây là tôi giao tiền này. Dạ vâng. Ê, anh đặt cọc trước 5.000 đi, chứ bây giờ tôi đưa phát anh chạy luôn nha. Ôi rồi ôi, anh ấy đùa tôi à. Tôi ở đây, anh gọi điện cho tôi một phát là anh biết tôi lúc nào cũng ở đây rồi. Tôi đi được đâu. Ủa, thế sao lại không đặt cọc vậy? Sư chạy được, chùa làm sao chạy được. Ơ hay, buôn bán anh phải có lòng tin chứ. Bây giờ giả sử như thế nhé, anh phải cho tôi kiểm tra con cá xem nó có bị hư què mẻ sứt gì hay không đúng không, sau đó tôi mới giam tiền được chứ. Ok đúng ok không? Được rồi, đây nhá, con cá này được bảo hộ bởi Hiệp hội Refund Gaming đây nhá. Mà anh biết là Hiệp hội Refund Gaming là cũng rất là có quyền lực đấy, những thành viên trong đấy là khéo là cũng có chút tiếng nói đấy. Rồi để tôi xem lại nào. Dạ vâng. Con cá này về Hiệp hội Refund Gaming là... cũng được. Nói chung là chưa đến nỗi tàn tạ lắm, vẫn có khả năng để nuôi. Rồi bây giờ tôi giao tiền anh nhỉ. Dạ vâng, anh cho tiền tôi với. Rồi tôi nhận được rồi. Ok anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Coi như là phi vụ đầu tiên là thành công mỹ mãn. Mama chụt chụt nhá. Rồi, ôm bây lại giao lưu anh cái. Bây giờ còn một chuyện thứ hai này. Bây giờ anh cho tôi vay 5.000 tôi đi mua xe được không? Ôi giời ơi. Thì bây giờ coi như là mình xong một thương vụ, mình là bạn rồi, mình là đối tác rồi. Thì bây giờ tôi vay của anh. Ê, anh cho tôi hỏi này, anh mua xe gì nữa này? Tôi mua một cái con xe 4 chỗ để tôi đèo thêm cả đồng nghiệp của tôi nữa, kiếm tiền cho nhanh. Thật ra ấy, thì tôi nói với anh này là tiền hiện tại là tiền mặt tôi cũng cầm trong người mấy. Đấy, tôi chỉ cầm một ít làm vốn, bây giờ ra đường trộm cắp như dươi mà. Thế là anh bắn tài khoản cho tôi đúng không? Anh chuyển tiền cho tôi. Điện thoại tôi thì hôm nay, tối hôm qua tôi đi câu đấy, anh đi câu hôm qua đúng không? Vâng. Hôm qua tôi đi câu, vô tình tôi lại bị một con cá khổng lồ lôi tôi xuống nước. Bây giờ điện thoại tôi bị hỏng. Đấy, hôm nay tôi đi ra ngoài đường tôi lại quên không cầm căn cước, giờ không ra được ngân hàng rút tiền mới đau chứ lại. Hay là mai quay lại nhá. Mai à? Ừ. Thế cần luôn hôm nay được không? Để tôi đi luôn đi chứ. Chứ anh... bây giờ anh bảo bây giờ căn cước thì không cầm theo, ra ngân hàng nào nó cho rút tiền anh. À rồi ok đấy. Ủa nhưng mà vừa nãy tôi nhớ lại, vừa nãy tôi với tôi vừa gọi điện xong anh nghe máy mà không lấy, là lúc ấy là tôi lắp nhờ sim mà đồng nghiệp tôi đấy. Ui lại lắp nhờ bây sim. Giờ tôi bị giả trên đấy, nó có tài khoản ngân hàng tôi đâu anh. Ôi anh không cho vay anh nói thẳng luôn đi. Mai anh, cứ quay anh cứ phải lý do lý sâu thế, thằng này không cần nhá.
Không, tôi đùa đấy. Mai mà anh có đi anh vẫn liên hệ tôi nha. À, xe của anh hả? Nhầm, tôi bị mù màu. Đây là xe tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Có cái xe... Tao đây anh Dài. Anh cũng là một người am hiểu về xe không? Tôi am hiểu sơ sơ thôi anh ơi. Anh thấy con này cũng ngon không? Anh biết con này không? Hả anh Dài? Ôi, sao con này mắc á? 54.000 luôn. Vâng, nhưng anh thấy con này đáng để mua không? Anh biết con này không? Tôi biết, nhưng mà con này giá 50.000 thì hơi cao so với những con. Nhưng mà nó 4 chỗ. Mua đi, có con xe địch mà có bảnh hàng nặng. Oh yeah. 808986. Ui, 8986 năm sinh của anh Độ Michi với cả anh Chip này. 8986. Đồng chí ơi. Đồng chí ơi. Dạ lên ơi. Cho tôi hỏi là cho đồng chí. Đồng chí ơi, cho tôi hỏi là tôi vừa mua được con xe khoảng 500.000 đô á. Thì tôi đến đây có được bấm biển không? À có, đi theo tôi á. À vâng. Con 500.000 đô 10% kìa. 500.000 đô này 10% là 50.000 tiền bấm biển anh nhá. À thế à? Thế thôi anh check lại giá đi. Cảnh sát à ơi. Check lại xe này có tôi mua có 54.000 thôi. À. 54 à? Vâng. Sao anh bảo 500.000 mà? Ê tôi xe sang cái này cơ mà. Tôi định kiểm tra sếp xem là sếp có biết giá của con xe này không. Trời ơi, nhưng mà thì ra sếp không biết am hiểu về xe lắm nhỉ. Ờ rồi. Anh vào quầy đợi tôi cái nhá, tôi nói chuyện sĩ quan xong rồi tôi vào cái. Ủa, nhưng mà bấm biển là mất 10% là 5.400 đô à sếp? Đúng rồi anh ơi. Ê thế thôi, tôi không có tiền rồi. Ờ kìa. Tôi không có tiền thật. Anh cứ vào đi, tôi cho anh nợ được. À đấy à? À dạ vâng. Quý hóa quá. Bữa nào hỏi tôi gà, tại sao anh ra đường anh không bận đồ? Không sợ bị đen da hả? Sao tôi nói được không ạ? Sao tôi nói được không ạ? Rồi, mời anh nói tiếp luôn đi. Đây, tôi chắc chắn chị ấy thủ phạm. Vừa nhìn chị ý là chị đã cướp mất trái tim tôi rồi. À. Trời ơi. Ôi rồi. À đây đây, cho tôi bấm biển. Đây, mình vào đây, mình vào đây. Ờ, mình đưa giấy tờ xe cho mình nhờ. Đây. Đây ạ. Ê, lấy anh đừng. Anh đừng có cầm đi luôn nha. Tôi khó khăn mãi tôi mới rồi, giấy tờ xe này tôi phải nộp vào đây thì anh mới bấm biển được nhá. Nhớ trả lại cho tôi nha. Sao trả lại được anh? Tôi làm xong giấy tờ cái này nó phải đi chứ. Tôi trả lại cái biển. À thế ạ. Ê nhưng mà tôi được chọn biển đúng không anh? Đây, anh được bấm. Ngẫu nhiên anh ơi. Trời ơi, không được chọn biển số đẹp hả anh? Rồi đây, rồi anh nhìn lên cái biển này xong anh bấm giùm tôi cái. Ê, nhưng mà tôi đang thích cái biển của tôi, nó đang là 8986 đang đẹp. Ờ, anh muốn chạy biển tạm suốt đời à? À, thế thôi vậy. Bắt buộc phải bấm đúng không? Có quyền lắp hoặc không mà. Không lắp thì bị bắt thôi anh ơi. À. Nào, có số gì đây? 4953. Không, 8386. Ơ sao nó máy không dừng nhỉ anh ơi? Ơi, không. Ui đẹp đấy, không e 3 rồi 8 5 3 8 5 0 3. Ừ, cũng được. Ấu thế. 3 8 5 0 3 cũng được. Rồi, cũng đẹp rồi đó. Không sao. Cũng ok. Đọc nó vẫn thuận mồm. Đấy nhá. Nhưng mà cho tôi số liên hệ cơ. Để biết tôi còn đòi nợ anh chứ. Hôm nay là tôi bấm biển thiếu cho anh 10%. À thế ạ, đây, dạ vâng. Cảm ơn quá, sĩ quan tạo điều kiện quá. Này, tôi nhận được rồi này. Tôi share lại này.
Có việc gì liên quan tới đồn thì anh cứ liên hệ tôi. À dạ, dạ vâng, cảm ơn anh cảnh sát nhé. Ơ, à, đi đi. Ơ, anh chia sẻ số tôi chưa? À rồi rồi rồi. Ok, cảm ơn sĩ quan nhá. Ok nhá. Giờ chỉ nói chị gặp tôi không? Giờ chỉ nói chị gặp tôi không? Ừ, cũng do chị cả thôi chứ đâu phải một đồng minh. Ôi được rồi, chị phải bù đắp bao nhiêu? Chị phải bù đắp bao nhiêu tôi trả cho? Hai chai nước, anh đưa tôi đi. À, tạm biệt chị. Tôi không có chai nước nào. À, chị yêu cầu bù đắp cả trái tim á, anh đưa chị được không? Ai mà bị đánh gấp trái tim thì bơi về nhà thưa ba mẹ tôi nhá. Đây đây đây. Rồi, anh chở chị này về luôn đi. Chị ơi, tôi giúp chị cho chị một chai nước này. Không, chị tự lo nhá. Ô, tôi đi đây. Mới chai. Ủa, đây em không chở chị đây mà. Má nó. Móc con mẹ cái đầu xe rồi. Ờ, đi xong thả nhá. À, cảm ơn anh nhá. Ngon, tiện được cái xe. À, em gái ơi, em đi đâu đấy? Đi bán lockpick A ơi. Mất đặt. Anh ra ơi. Ơ, sao đây? Ai có đồ ăn không? Cho em xin miếng. Ui, tôi lại hết sạch đồ ăn luôn. Thế mới đen. Ơi. Chờ em ra tòa thị chính được em đổi cái huy chương cả. À, có donate kìa. Đừng chơi hộ nữa mấy thằng chồng. Anh phải học làm quen dần với thành phố đi. Ngày xưa tôi cũng như anh thôi. Bây giờ tôi đi ô tô rồi đấy. Tôi trả anh 500 500 à? Anh lên xe đi. Ok. Không phải là vì 500 tôi mới giúp anh đâu nhá, mà vì anh mới lên thành phố đấy, còn bỡ ngỡ đấy. Ok, anh đặt tiền của tôi rồi, anh nói gì cả được anh. 500 là cũng nhiều đấy chứ. Không ít đâu. 500 là cũng nhiều nhá. Giờ chuyển cứng thế nhỉ? Chuyển à? Thế anh chuyển thì đây tôi hướng dẫn anh luôn. Anh sờ vào điểm G của tôi đi. Sờ vào gì anh? À đây không? Sờ vào điểm G của tôi. À rồi, ok anh. Rồi, ok. 400 hả anh, đúng không? Đấy mà, ơ kìa, anh bảo nào 500 nhưng mà tôi đưa vào anh tận tình như này. À, ok, thế 500 anh chở tôi ra tạp hóa. 600, vâng, lại tạp hóa nữa. Thôi, thì bây giờ anh cho 1.000 okay, đi, anh, chọn tôi, gói đi. Thôi anh, tôi hết tiền rồi, 500 thôi anh. Rồi nhá, cảm ơn anh nhá. Anh không cậy mất xe. Ờ. Chở tôi ra tạp hóa đi anh. Thôi được rồi nha, tôi dễ tính lắm rồi đấy. Ok anh. Tôi trân trọng những người như anh. Không, đừng trân trọng tôi. Khi nào anh có tiền anh cho tôi một ít là được. Để tôi sinh tồn. Đó. Ok anh, tôi cảm ơn anh nhé. Đừng cảm ơn tôi, sau này giàu đừng quên tôi là được. The next day. Sao đấy chị gái ơi? Chị gái ơi, tôi thấy em gái ơi, em anh thấy em đuổi theo người này vừa lấy trộm đồ của em à? Ok. Tính ra đồn cảnh sát chuột xe. À, thế xe gì đấy, xe gì đấy? Xe bốn bánh. Ui, xe bốn bánh. Cái túi đẹp thế nhở? Ai, ui da anh này thời trang quá. Em có thích cái túi này không? Tặng liền. Em có thích cái túi này không? Đổi số điện thoại, lấy cái túi đổi số điện thoại. Trời ơi, anh chỉ hỏi là em có thích hay không thôi. Em thích. Lấy cái túi đổi số điện thoại. Làm gì có điện thoại đâu. Ô, em còn chưa có điện thoại. Thôi được rồi. Mọi người đợi tôi một tí. Em đứng đây đợi anh một tí nhá. Không cần phải chạy bộ thế đâu. Đường nắng các thứ đi say nắng đấy. Đợi anh một tí nhá. Đợi anh một tí, đứng yên đấy. Cái gì mà xin, em ơi, mình có xe thì mình giúp đỡ người ta thôi, có cái gì đâu. Anh em lại bảo xin là nào, trời ơi. Phong bạc tới dân chơi em. Bây giờ mình không phải là mình khoe những cái món đồ hiệu, mà là mình phải khoe là mình cứu được bao nhiêu người anh em ạ. Đó, bây giờ dân chơi là nó phải như thế. Ok ạ. Trời ơi, Giai ơi. Em gái ơi, lên xe đi.
Em chạy bộ vừa mệt vừa nắng đó. Em lên xe đi. Anh ơi cho em xin miếng bánh mì được không? Em sắp xỉu rồi. Trời ơi em lấy anh còn được, từ từ đợi anh tí. Miếng mang xong em trả lại anh liền. Miếng hamburger này anh cắn dở một nửa rồi. Em mà em mà cắn một nửa còn lại là kiểu mình bị nụ hôn gián tiếp đấy. Anh có chịu trách nhiệm không đấy? Anh chịu trách nhiệm mà. Em có thể anh chịu trách nhiệm không ấy chứ? Em tên là gì? Em tên là Duyên. Duyên. Win. Win kiểu Lưu Win đó. Win thôi. À. Win. Win. Anh là Justin B. Linh nhá. Anh là người nổi tiếng. Yeah, sao lại em nhận ra được bài hát của anh? Yeah, mi ga mi jam mi jam mi jam mi jam mi. Ôi dạo này anh nổi tiếng lắm. À, cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu. Em nhận. Nhưng mà em nghe nói là anh có bạn gái rồi mà. Bạn gái nào? Vâng, bạn gái gì? À. Tóc xanh lá cây cơ. Bạn gái tóc xanh lá cây à? Anh còn không quen ai tóc màu xanh lá cây luôn ấy. Ôi thế chắc là bạn gái tin đồn anh nhỉ? Ừ, mà thường thì tin đồn toàn là thất thiệt thôi. Không có nào là đúng cả. Nói đàn ông mà có bạn gái tin đồn là không có tin tưởng mà anh ơi. Trời ơi, không có khi là nhầm người chứ anh không quen ai tóc màu xanh lá cây luôn á. Anh Linh bình thường anh làm nghề gì? Anh á? Anh làm nhiều nghề lắm. Tại vì làm một nghề thì không đủ cho chi tiêu hàng ngày á. Xong rồi sau này lỡ đâu anh gặp được một người con gái mà hợp với cái gu của mình đấy, anh muốn lo cho người ta đấy thì anh phải làm nhiều nghề để anh kiếm thêm nhiều tiền anh lo cho người ta nữa chứ. Ôi anh tốt bụng thế. Em đang tính kiếm nghề gì sống với cái thành phố này nè. Ơ sao em không hỏi gu con gái của anh là gì? Cái người con gái tương lai của anh ấy. Đúng rồi. Cho nên là em không có dám sổ sàng. Anh cứ từ từ chọn lựa anh nhé. Trời ơi em sổ sàng cũng được mà có gì đâu. Anh thoải mái lắm. Anh dắt em đi làm việc được không? Em cũng cần mưu sinh anh ạ. Trời ơi anh. Em chẳng biết gì cả. Anh cũng muốn dắt em đi làm lắm nhưng mà bây giờ xe anh bị hỏng rồi. Anh biết làm nào thôi được rồi. À, để xem nào, hay là mình đi chọn xe mới đi, xong rồi mình đi làm luôn nhá. Ôi, anh giàu thế. Ở ngay gần đây. Không sao đâu, thì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đấy mà ngày xưa anh cũng giống như em thôi. Có đôi nét kìa. Nói chuyện thơ văn một tí đi anh trai. Nhưng mà nói thật là anh chả có gì ngoài vui tính với cả chăm chỉ. Cho nên là cũng mua được xe, tích góp mua được xe em ạ. Mỗi tội là chưa có được em thôi. Là cái điều mà anh thấy thất vọng bản thân nhất. Anh phải có những người bạn tốt dìu dắt anh ấy chứ em một thân một mình đi làm cũng không. Không, anh không có bạn. Anh trước giờ anh chỉ đi làm một mình thôi. Muốn đi xa. À đâu, muốn đi riêng thì đi một mình, muốn đi chung. Đi cùng nhau anh. Đúng rồi em ạ. Ủa, em đi kiểu là kìa. Anh này họ sĩ đúng không anh em? Em là bù đắp cho những cái gì còn thiếu của anh á. Trời ơi. À, có donate kìa. Có bổ bỏ bạn luôn hảo hán. Cảm ơn hàng suy nha, là vì có bạn đâu. Trời ơi, tôi toàn các anh thôi. Mẹ phận làm em út đi, chứ không bao giờ được làm bạn với ai đâu. Bạn nào? À, có donate kìa. À, gục giúp tìm đi bè rất buồn. Ê, người ta có câu là anh em như thể chân tay lách rành rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần. Đó, nghĩa là anh là phải lo, thường thường là sẽ lo cho em nhưng mà không. Ở trong cái hội của tôi mà em út là phải toàn lo cho các anh thôi. Đấy, tiền xe cộ đi lại này, tiền đổ xăng này. Xong rồi, mua nước này, mua đồ ăn này. À, cảm giác như là một cái thế giới đối nghịch so với cái thế giới bình thường ấy. Ui, xe trông cũng ấy này. Ui, xe trông sang đấy.
Ê. Con này như Rolls Royce chứ nhở? À, thôi được rồi, anh mua luôn con xe này nhá. Em ra ngoài đứng đợi anh đi. Em ra ngoài đứng đợi anh một tí, anh tậu con xe đèo bé đi dạo quanh phố luôn. Bé 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 ra ngoài đi bé. Bé lên xe đi anh đèo. À, thấy không? Thấy xe không? Ép. Ờ đúng rồi. À anh mở cửa đó. Cửa tự động á. Ok. Anh đèo em đi bệnh viện trước ha. Chân em bị thương rồi. Em không đóng cửa à? Đây con này đi nhanh phết. Ừ, thôi không sao, để đấy cho mát. Thế thì anh đưa em đến bệnh viện, em vào bệnh viện chữa nhá. Xong rồi anh đi có việc một tí, anh quay lại. Đây. Ok. Ừ, đợi anh nhá. Hoặc là em làm gì cũng được. Ok, anh đi đâu nhỉ? Tham minh nó phải gọi là số 1. Anh ơi, anh có biết lock pick không? Tôi không anh ơi. Anh nào đây biết lock pick không? Anh biết lock pick không? Ui. Anh ơi, giải anh phát xả. À anh lock pick cho tôi một cái xe được không? Tôi trả anh 1.000. Sao anh không lock? Tôi không biết lock. Chắc không? Ờ tôi yếu nghề. Tôi yếu nghề. Tôi yếu nghề anh ạ, được chưa? Đây anh ơi, anh lắp hộ tôi con này nhá. Tôi trả cho anh 1.000. Anh này, ôi. Anh này phát anh rách đúng không? Rách. Tôi thấy anh phát sáng kìa. Ở phần đít anh phát sáng kìa. Tay chứ đít đâu anh. Buồn cười thật. À ừ nhờ. Trời ơi, tôi không nhìn thấy anh cái điện thoại. Tôi. Anh thai là anh nào? Anh Thái biến lính, có phải anh Linh biến Thái hay không? Đi. Tôi là Justin B. Linh anh nhá. Anh thích con xe đỏ kìa không? Siêu xe luôn. Ờ, con xe đỏ được đấy. Ok đấy, con này được đấy, ok. Cảnh đấy, sát đến thì anh phải đợi nha. Yên tâm. Lúc pick đây. You never work alone. Đây nha. Tôi có rồi. Mà thôi khỏi, tôi có rồi. Ừ. Anh đưa tiền trước đi. Tôi đưa trước 500 khi nào anh ấy, anh tôi đưa 1.500 nữa nha. Ok. Xong anh cho tôi đi cùng nha. Ok. Ok luôn. Tôi xem là tay nghề của anh như thế nào. 1 hour later. Em gái ơi, xe kia của anh bị hỏng rồi, anh lấy tạm con khác đi đây. Bây giờ em tính lên xe buýt rồi đây. Nào, thôi đi xe buýt làm gì đông người lắm. Lên xe anh này. Đây này. Cố lên mấy cu em ơi. Chăm chỉ là giống như anh mà. Anh nhà mua gì nhiêu nhận vậy? Thế tôi mua có triệu đô thôi anh ơi, cố lên nhá. Em vào đây đi mua cái điện thoại đi. Thôi nãy em nghe nói điện thoại tới mấy ngàn rồi đấy. À 6.000 đấy, 6.000 thôi mà. Trời. Thưa anh không, anh không có tiền lẻ, anh có tiền sẵn thôi. Anh để tiêu bớt đi tí. Ôi em không nghĩ là em kiếm lại trả được cho anh đâu. Ui. Có nhiều cách để trả mà, đâu phải trả bằng tiền đâu. Anh lại xì. Em biết mua điện thoại không? Chắc là biết đấy. Anh đưa em 6.000 nhá. Ôi trời. Điện thoại đắt thế này á. Hình như là 5.000 số điện thoại. À 5.000 điện thoại với cả 1.000 sim. À. Ôi trời. Em xin lỗi nhá. Ây da, chắc là em
Không được, không được, không được. Anh dỗi rồi, em phải... Em phải ôm anh bù đắp cái đi. Ê, từ nhỏ lớn anh chưa bao giờ bị ai đánh luôn. Đợt trước anh đánh nhau với 10 thằng nhưng mà chưa không có ai chạm được vào anh cả. Em là người đầu tiên đấm vào mặt anh đấy. Bạn nãy có tới 3 thằng rồi đánh anh đấy. Má. À, tí phải nói như nào nhờ? Sao đây? Ơi, sao đây? Ơi. Tôi không biết à. Xe của tôi mà anh lấy đem đi đâu ấy nhờ? Xe nào? Tại vì lúc mà nãy tôi mới tới là tôi thấy anh đứng ngoài trước mà xe tôi ra tôi thấy mất tiêu rồi. Xe nào? Xe xe màu trắng á? Đúng rồi đó. Anh ơi, tôi vừa chạy ra ngoài thấy có thằng nó vừa nhảy xe anh, nó lục cái thùng rác ở quanh nơi này, nó chạy không, nó phóng đường này nè. Ê ê ê anh ơi. Ôi giời ơi. Xe tôi. Anh dọa tôi. À, xe anh ở bên đường ấy, ở chỗ rửa xe, tôi định rửa xe cho anh. Tôi định rửa xe cho anh xe bên đường kìa. Trông bẩn quá, tôi bị OCD. À, tôi đây là Justin Billing nhá. Xe anh tôi để ở bên đường kìa. Chỗ rửa xe. Anh chán là để đánh cắp rồi. Tôi bị OCD anh ạ. Trông xe anh bẩn quá. Anh ơi, anh đi mang đi rửa đi. Em không mua điện thoại nữa à? Em chẳng quen ai cả, mua điện thoại rồi em liên lạc với ai trời. Em phải có điện thoại thì em mới bắt đầu đi làm quen, xong rồi gọi số người, có số người này người kia, thỉnh thoảng gọi nhau đi làm chứ. Thôi thôi. Cho em mượn nhá. Thôi thôi. Cho em mượn em đi làm rồi em trả anh nhá. Ừ, em đứng ở đây đi để anh mà mua cho. Này em gái ơi. Em bấm vào phần danh bạ đi. Em biết bấm vào phần danh bạ đi. Đó, em mở điện thoại lên. Thấy phần danh bạ không? Em bấm chia sẻ cho anh đi. Nó ở bên phải của tên em á. Rồi đấy, anh có thấy không? À đây anh có thấy Queenie. À kiểu nữ hoàng đấy đúng không? Queen đúng không? Dạ không, em tên Queen ấy. Ok, đây số anh nhá. Chà, em cứ tưởng anh tên Justin cơ. À đây là tên tên thật của anh, còn Justin là tên tên anh đi diễn. Nghệ danh. À, anh giúp em đi làm rồi em bộ đền lại cho anh nhá. Ok. Sau này giàu em đừng quên anh là được. Anh nghĩ là em phải nên đi làm để tìm hiểu về thành phố này ấy. Xong rồi em thấy vui được, em thấy làm gì? Em thích làm gì nào? Em hái cam với lại bắt gà rồi ấy. À. Còn mấy cái khác thì em không biết nữa. Em làm thử điện không? Vâng. Không được, điện thì rủi ro lắm. Thôi được rồi, anh đây, nghề đầu tiên mà anh làm ở thành phố này. Đây là làm đi làm shipper. Em thấy có được không? Ừ, làm shipper nhá. Anh em làm quen thử với nghề shipper đi, xong rồi anh đi có việc tí rồi khi nào xong việc chúng ta gặp lại nhau sau nhá. Ok em nhá. Anh có điện thoại cho anh xin phép. Anh trai. Là em đây. Mày chở mẹ đi đâu đấy? không có anh ơi. Em gái anh ạ. Em gái không phải mẹ. Đồ, mẹ ngồi đi nhanh quá, nhìn sao không thấy. Đang vừa thấy chạy ngang qua công viên đấy. Anh đang ở đâu đấy?
đang chạy ra cửa hàng quần áo mua bộ quần áo mặc cho đỡ phèn. Ok cơ, để em tí nha, em qua liền. Quần áo quần áo 215. Ok ngơi. Cái dai ơi. Bên này sắp dọn rác rồi mà. Đấy, em nói chuyện đi. Em nói chuyện xong rồi tôi muốn nhận việc đi. Em có được không? Đầy rồi anh trai ơi. Ôi. Anh trai ơi. Thế... Anh trai. Có gì hướng dẫn bạn này của tôi nhá. Tôi cho anh 500 đô này. Ơi công việc này cũng okay, cần vốn anh ạ. À. Ok. Anh cho em xin thêm 1.000 được không? Ok nhá. Xe mất 1.000 đấy anh ạ. À. Bây giờ bạn muốn làm gì? Đấy, bạn có thể giới thiệu cho em gái này về cái việc này ạ. Em mong muốn đi. Tư vấn đi. À. Sao tôi cảm giác. Ủa? Anh đưa 1.000 rồi mà. Đưa nhầm rồi. Đưa 1.000 cho bạn hay chưa? Thấy tôi đưa nhầm cho ông á, check thử đi. Check thử. Tôi mới nhận được có 500 tiền thế, hướng dẫn à. Thế anh đưa cho em rồi đấy. Em nó không hiện thôi. Em tát thử đi. Em mở kho đồ đi. Em mới xem mà chỉ có 100 thôi. 215 đây. Cũng đâu có 1.000 đâu. Chết rồi, bây giờ tôi biết làm gì đây. Đây. Ok chưa? Cảm ơn nhé, có gì anh gọi, em gọi nhé. Ok bé ơi, anh đi ký hợp đồng vài tỷ đây. Anh à! Anh đây. Anh đi ăn ngam về rồi à? Đang thử mặc bộ quần áo cho nó đỡ phèn mà đéo có bộ nào đẹp cả. Còn mẹ có mang về cho em miếng cánh không đấy hay là chỉ ăn thôi đấy? Có lấy phần cho mày. Mày đợi anh tí, nhưng mà ăn xong không đi chơi với gái đâu nhá. Dạ vâng. Bởi vì ngan cháy tỏi mà, tao lấy phần cho mày mỗi tỏi thôi, ăn thì xong toàn mùi. Không sao anh ơi. Ngan thì bọn tao ăn hết rồi. Có, em có cái để ăn là em vui rồi. Anh nhìn cái túi mới của em này trông cute không? Ai à. Mẹ được quá nhờ. Thế đáng yêu anh ấy. Đâu em mở lúc trước khi bóng nốt anh ạ. Phải cực nghiện. À, anh không biết cái cảm là... Không mất, phải Mất bao nhiêu, mất cái gì, mất bao nhiêu. Anh phải hiểu cái cảm giác mà kiểu mọi người đều đập lên hết. Xong rồi có mỗi mình bị tụt lại phía sau ấy. Anh hiểu cái cảm giác đấy. Anh hiểu. Anh chắc chắn hiểu cảm giác đấy luôn anh thề. Vâng em quẫn lắm rồi. Thế em phải đập nốt em mới đi bóng được. Hôm qua anh đã bị một phát như thế rồi đấy, mọi người đập lên, anh có đập lên được đâu. Anh buồn lắm. Dạ vâng, chứ. Em chỉ mong là mọi người thông cảm thôi. Mày mới mua xe này đấy à? Dạ vâng. Con thứ hai trong đời của em. Mẹ đã bán siêu xe rồi. Con kia của em nó cũng bị lỗi anh ạ. Đấy thế là em bảo là thôi bù tiền, người ta bảo là bù cho em con mới, bảo là thôi bù lại tiền cho em được. Thế là em cộng vào tiền của em mua con này luôn. Được quá nhờ, nhưng mà mặc ăn mặc như này đi xe này trông phèn lắm em ơi. Ôi quan trọng có tiền được anh ạ. À, quan trọng thì được quá nhở. Làm gì quần áo đâu. Nhưng mà xe cửa bên này đâu. Em biết là kiểu gì nó cũng sẽ hỏng nên em bảo người ta để mui trần luôn rồi anh ạ. Nếu ai bán cái xe mà lại bỏ cái cửa đi như thế này đâu, cất mẹ vào xong cho xe nào. À, thôi lên bệnh viện. Đợi em tí, em phải ra gara phương tiện để xem cái xe của em như thế nào. Anh em đi chơi cảnh sát anh ơi. Hợp lý. Cảnh sát ơi, đúng không, bắt được tôi đấy. Ê, ai đợi xíu, tôi đi xử lý tội phạm này cái. Trời ơi. Lôi tao vào theo làm đéo anh đi. Xe màu đỏ ơi, đứng lại. Đô. Thế rồi anh Quang ơi, xe gần hết xăng. Có thực sự chạy đấu đấy. Chạy đấu anh ơi, em có bài mà. Em có bài, anh yên tâm.
Mèo. Ui dồi. Ê vẫn đuổi nha. Ây da. Bài đéo thì dễ bắt thế. Ấy. Quá. Trời ơi. Em xin lỗi. Anh mẹ ơi. Trời ơi. Ba luôn. Tài xế non. Tài xế non. Nghiệp vụ bằng không. Tài xế non. Anh cảnh sát nghiệp vụ bằng không. Tưởng bắt được rồi. Dâng tậm mồm rồi đây. Không chịu được đâu. Quá mệt. Mọi người cứu tôi. Kìa còn 5 phút bác sĩ không cứu không anh? Rồi những nào bác sĩ cứu vậy? Anh cảnh sát ơi. Anh báo về thì đâu. Ừ anh đàm đi. Anh có tiếng nói, anh có tiếng nói với bác sĩ mà. Anh ngất, anh kêu tôi đạp. Anh muốn tôi bay hả? À, có donate kìa. A này đúng VIP bệnh viện. Giang Frey, cảm ơn em. Sĩ ơi, anh này nữa. À, tôi biết rồi, tại vì nó bị lỗi hay sao ấy. Ta phải cứu kiểu như này. Anh ơi, còn người nữa. Chào anh, chào con người. Anh ơi nhá. Anh thấy anh này không? Anh thấy anh này không ạ? À, hình như anh Hoàng Anh hay sao ấy. Mà tí thì dính trap. Mà mấy ông sim lỏ. Ôi trời. Mà kiểu gì có mấy anh em sim lỏ thề. Đậu xe đây, đậu xe đây, đây. Không có gì ngoài tiền, không có gì ngoài tiền hết. Đậu xe đi. Chưa, chưa đổ được, chưa đổ được. Sửa chưa đổ được. À, con xe gì xấu dữ vậy. Anh ơi. Hiện giờ chứ còn sửa xe thôi. Xe này đẹp, xe này đẹp á. Tôi đồng ý với anh và tôi định bán con xe đi, con xe. Chưa đổ được, chưa đổ được. Nóng quá, nóng quá. Xe nhìn xấu á. Ơi, có xe, thế anh có xe không? Xe này nóng thật sự đấy. Anh có xe không? Có. Xe đâu? Đang đợi kéo. Xe tôi kìa. Đang đợi kéo. Đọ tiền xem xe ai nhiều tiền hơn không? Chiếc kia mới mua có 100 mấy à. Ừ. Chiếc tôi cũng có 300 mấy à. Ờ vâng. Anh Giai ơi. Sao đây? Tôi hỏi một bình xăng bao nhiêu tiền nhỉ? Anh có biết không? Tầm 1.000. 1.000 à? Thế tôi nhờ anh mua hộ tôi một can xăng, tôi xả 1.500 được không? 2.000.
2.000 à? Thôi dài, tôi nghèo lắm rồi. Tôi gọi người cả. Hay thế. À, gọi cái đéo về đây. Anh ơi, anh đâu rồi? Anh đang đi cùng với lại cả anh Lôi Khôn với lại cả anh Đú Tụ. Đú Tụ rồi à? Anh đi rồi à? Ờ, bọn anh đang... Mẹ, lái xe cẩn thận, vào xe tao. Bọn đi đâu? Lên lên ấy đúng không? Lên chỗ ấy cá đúng không? Ờ, bọn anh lên câu cá, lên câu cá. Dạ. Em đi lên dần đi. Dạ, vâng, ok, tí ok. Ờ, tí nữa anh em gặp nhau sau. Dạ, vâng, ok. Ây da. Anh Giai ơi. À, mua tôi can xăng với tôi trả 2.000 cho. Đưa tiền trước đi. Đi. Ấy nhưng mà bây giờ tôi sao bảo. Tôi đưa anh 500 trước được không? 500 trước. Coi như là nếu như mà anh không mua cho tôi, hãy cầm 500 này và sống như một thằng hèn đi. Đấy là nếu nha. Còn anh về đây tôi trả anh 1.500 nữa. Em nghe đây anh trai. Ờ, sửa xe xong chưa? Xong rồi anh ơi, nhưng mà đang bị hết xăng anh ạ. Đang phải nhờ người mua hộ. Lại hết xăng nữa. Thì xe bị hỏng mà anh, trời ơi. Ờ, anh khổ quá mẹ. Anh đang phải chở hai anh này lên trên kia. Mẹ xử lý cái túi cho hai anh này. À, khổ vãi ở đây thề. Ừ. Ok anh ơi, anh cứ xử lý đi. Ờ, xong rồi gọi nhá. Vâng. Anh ơi, mua tôi với. Tôi đi công việc với. Xăng chỗ nào nhỉ? Xăng ở cây xăng đi. Anh biết lái không? Tôi lái kiểu gì? Tôi lái xe tôi ở đây thì ai trông? Ui, cắn. Anh ơi. Giữ này. Ông bạn này kỳ thật đấy, thề. 250.000. Rồi. Hãy cầu mong ông ấy không phải là một thằng hèn đi. Anh sửa xe ơi. Anh không biết là gara mình có xăng không nhỉ? Cho tôi vay một ít nên tôi chạy đi mua xăng với. Bây giờ để coi một xíu nữa. Anh kiếm khách hàng nào mà vừa sửa xe xong ấy, anh nhờ người ta chở giùm. Mà có thằng lính đi buôn xăng mà giờ nó cũng bị kẹt hay quá chưa bà. Anh trai là cần xăng ấy nhỉ? Tôi. Đây. Tôi. Sửa hết nha, 3.000. Tôi cho ông xăng này anh trai. Đây, anh trai. Bạn tóc Hồng ơi, tôi đưa cho bạn can mới, xong bạn đi mua tại cho tôi nhá. Tôi có đúng can à? Xong bạn đi mua cho tôi nhá. Ok. Ủa. À, bạn tốt thế. Đây luôn á. Xong bạn đi mua là trả lại cho tôi nhá, tí tôi đéo đi. Đấy, bạn người ta nghe. Đi mua tôi, tí tôi đéo đi được đâu nhá. Bạn yên tâm, trời ơi. Thôi không chạy về được luôn. Bạn nghe giọng này, bạn nghĩa khí đấy nhở. Ừ, được đấy. Vừa phải đi mua xăng cho ông kia. À, bạn người ta giúp mình như thế rồi. Thằng đi. Mà thằng chó vứt cái đồ dưới xe vậy. Gì đây? Có cái đồ dưới không đi được. À, sorry, đây tôi nhặt lên cho. À, tôi nhặt rồi. Ông bạn tốt quá, ông tốt vừa thôi. Nhưng mà ông mua xăng cho tôi đi. Rồi, tạm biệt nhá, cảm ơn. Người tốt. Bờ nhá, tôi mua căn xăng. Tôi quay lại, kiểu gì ông ấy cũng sẽ đợi tôi ở đấy. Tại vì có chuyện mà ông ấy đi tìm tôi đúng không? Biết tìm tôi ở đâu? Tôi mua căn xăng, trả lại cho ông kia. Là chúng ta hết nợ. Yes. Đó, đàn ông sống phải nghĩa khí như thế anh em ơi, học tập nhá. À.
Đấy, người ta giúp mình lúc mình hoạn lạ. Mình phải giúp lại. Ui con... Mẹ gì đây? Mẹ lé ngay một cái thanh phần như thế. Không, mẹ rước họa vào thân đấy. Bờ anh em làm một cái kèo đi, là ông kia quay lại hay không? Tôi đoán là... Không, mẹ làm người khó tin lắm. Bên gara mình văng người thành. Bên mình ít người được. Ông ơi. À đây rồi. Ông muốn sang thật à? Sao bảo xét sang? Nhưng mà ông mua thật à? Đúng rồi. Thế á? Thế ông gửi cho tôi đi. Tôi xin lỗi ông. Ôi sao tận hai cán lận. Bò ông một cán á. Ồ, tôi xin lỗi ông nha. Tôi đã nghĩ sai về ông rồi. Tôi cứ tưởng là ông sẽ chạy mất cơ. Hôm qua tôi còn cho ông cái băng đít nữa mà. À thế hả? Mà chỗ nào sơn xe ông? Sơn xe chưa có đâu. Đây anh Giai, tôi trả anh bình xăng này. Ok. À cảm ơn anh Giai nhá. Ok anh, luôn. Anh giúp tôi lúc hoạn lại. Sau này tôi giàu. Anh hãy quên tôi đi. Anh ơi! Em gái ơi! Sao vậy anh trai? Ơi! Em đang mua nước hả? Dạ đúng rồi anh trai. Em mua nước gì á? Ôi em chưa biết nữa. Chắc uống coca cho... Ôi chị gái làm gì đấy? Ôi em xin lỗi anh. Em ơi! Thế em gái tiện mua anh nhá, xong rồi tí anh gửi tiền luôn cho. Thôi anh ơi, em nghe đồn là em vượt biên vô đây nhiều người ác độc lắm. Trời ơi em phải tin anh chứ, trông anh như này làm sao mà anh lừa người khác được. Trong anh lừa đó. Em gái ra đây, anh chỉ cho em cái này. Thôi em ra anh bắt cóc em sao? Không có, trời ơi. Đấy, một người đeo ba lô cute dễ thương chu choe thế này làm sao mà anh có thể đi lừa người khác được. Trời em nghĩ là anh lừa người ta nên là này. Anh cầm hết đồ anh này, rồi. Này, anh lại còn có xe nữa. Làm sao mà anh xe có thể... Xe là anh cướp đúng không? Ôi trời ơi, anh có chìa khóa hẳn hoi nè. Trời ơi. Tôi là tôi cướp, tôi cũng cầm chìa khóa người ta được á. Ơi à, cướp. Để tôi thấy anh trai này mượn xe của ai đó. Anh ơi cướp làm gì có chìa khóa đây. Thôi được rồi. Đây không, nha. Để tôi thấy anh trai này mượn xe của ai đi đó. Để làm lòng tin, tôi đưa em chìa khóa xe của tôi luôn. Ok. Trời ơi, anh tin em vậy hả? Mọi người ơi, mình đi thôi, mọi người, em có xe. Tôi có lừa ai? Anh cầm hết đồ anh rồi, anh chừa cái ba lô đựng tiền hay sao á? Tôi có lừa ai bao giờ đâu, tôi nhờ cô em mua hộ, tôi trả tiền cho tiện thôi. Mà tại sao anh trai không vô mua nhỉ? Thôi, thì anh trai có cái bánh không cho em xin thì bánh. Thì tiện tôi mới nhờ thôi, không được thì thôi, cho tôi xin lại chìa khóa với, tôi tự mua. Em gửi lại cho. Rồi anh trai. Cảm ơn em gái nhá. Em gái ơi, chúng ta vừa rồi anh chỉ kiểm tra em thôi. Không ngờ em trả lại chìa khóa cho anh mà em không lấy xe của anh chạy đi. Bao nhiêu cộng á, xong anh trai em thật sự là một người tốt đó. Em cho anh số điện thoại của em đi rồi để anh nghĩ là một cái phần thưởng nào đấy rồi anh tặng cho em sau nhá. Ok, em nói thật với anh là em chưa điện thoại. Ủa chưa điện thoại luôn á? Vâng, em nghèo lắm. Thế thôi, anh nghĩ là em với cả các bạn em nên đi tận hưởng thành phố kiếm tiền đi rồi mua cho mình cái điện thoại nhá. Có duyên thì sẽ gặp lại nhá. Ừ. Nào, đây rồi. Chắc là mấy con vợ mở trước là bạn toàn ra một cái xui rồi. Ấy. Ấy đồng chí mở ra gì đấy? Đồng chí mở ra gì đấy? À, mở 2000 đồng chí. Ôi ơi. 9.500. Thật á? Vâng. Ôi. Đồng chí biệt tôi cái dòng xe đồng chí chưa dừng nữa mà. Ai tôi kiểm tra được đồng chí thôi. Đây này. Ui.
ạ, à, được có 8 ngàn. Số 8 ngàn là nhiều nhất rồi đồng chí. À thế á? Trời ơi. Ừ, tôi nghe mọi người 8 ngàn là nhiều nhất rồi. Hên thật, hên thật. Ôi, nghỉ đâu các bạn ơi.